các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Cánh Hoa của Channel. Hiện tại thì mình đang có mặt ở thành phố Lampung ở Indonesia các bạn. Từ khách sạn mình á, thì đi ra đây thì có rất là nhiều đồ ăn và mình khá là tò mò về cái món lẩu ở Lampung, nghe kêu là ngon lắm. Là bây giờ mình sẽ vào một quán bất kỳ để thưởng thức ha. Hơi khác Việt Nam một xíu cả nhà. Thì ở Việt Nam mình á, khi mà mình gọi đồ á, thì sẽ có nguyên một cái combo ha, có nước dùng, có bún, có rau, có thịt ha, đầy đủ hết. Nhưng mà ở đây thì không các bạn, ở đây thì mình sẽ giống như kiểu buffet vậy đó, mình ăn gì mình sẽ lấy cái đó, người ta sẽ tính tiền riêng hết nha. Ở đây có quá trời sự lựa chọn luôn, mình không biết là phải chọn cái món gì. Cái đó là mình sẽ chọn những cái best seller. Thịt bò cuộn với phô mai này cả nhà. Hay là cái set combo thượng hạng. Ở đây có một loại cũng tên cũng khá là lạ, tên là Saikoro, thịt bò Saikoro lần đầu tiên mình nghe luôn á các bạn. Đây ha. Ok, bây giờ mình sẽ qua cái tủ này. Trời ơi, nhiều đồ ăn lắm luôn á cả nhà. Mình quay lấy cái gấp mất. Giờ không có cái gấp, phải lấy cái gấp. Mình cũng đã hiểu vì sao mà người ta lại để những cái tô, thì đó là để cho mình lấy những cái thịt viên nè, rồi bỏ vào đây á cả nhà. Thịt viên này á thì sẽ tính theo từng viên ha. Và cuối cùng là mình sẽ lấy rau. Ở đây thì có rau cải với lại rau muống á cả nhà. Có cả nấm. Người thì nhỏ mà chọn quá trần đồ ăn luôn. Ở đây thì không giống như Việt Nam mình á. Ở Việt Nam mình thường ăn bún đúng không? Còn ở đây thì sẽ có hai sự lựa chọn, hoặc là mì hoặc là cơm. Và mình sẽ chọn mì. Ở trong tủ chưa hết, ở đây cũng còn có đồ ăn nữa. Mình không biết nữa, cái này dạng như là thịt chiên hay sao á, mình không chịu luôn nha. Thêm cả cái này nữa cả nhà. Quá chừng đồ luôn. Bây giờ mình sẽ qua tạm quầy tính tiền trước, và sau đó là mình sẽ lấy các món nước sau ha. Mình quên cho nói cho cả nhà, ở đây ngoài lẩu ra thì còn có cả thịt nướng nữa nha cả nhà. Combo lẩu với lại thịt nướng luôn. Về phần đồ uống thì ở đây có trà chanh cũng như là nước cam á các bạn, rồi có cả nước lọc nữa. Hôm nay nóng quá nên là mình sẽ chọn uống nước cam. Makasih. Oh, yeah.
ở Indo á thì mỗi người lẩu á sẽ không phải là cái nồi lớn đâu mà nhà sẽ làm một cái nồi lẩu cho từng người như thế này. Hôm nay thì mình gọi một phần nước dùng là tâm dâm và một phần là nước dùng gà. Giờ thì nước cũng đã sôi rồi, mình sẽ bỏ đồ ăn vào nhé. Mình gắn cái này lên cho nó gọn. Hay này á thì mình sẽ nướng nha cả nhà. Mình cũng mới biết là món này á, mình không cần phải nấu nướng gì cả, mình có thể ăn trực tiếp luôn. Trong khi chờ đợi hai cái món thịt đang nướng với lại lẩu đang sôi thì mình sẽ thử món này trước ha. Mời cả nhà ha. Ồ. Đây là món chả cá ở nhà. Ở Indo thì có tên là otak. Chả rất là giòn luôn. Lao như thế này á thì một thai có giá là 5.000 rúp. Lao người ta rửa kỹ lắm cả nhà, cũng rất là yên tâm về chất lượng. Mình rất là thích rau muống luôn. Nồi lẩu của mình đã chín rồi, bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nhé.
Bây giờ mình sẽ thử món lẩu Thái trước nha. Lẩu Thái ở đây mình thấy cũng rất là đậm đà. Có điều là mình là một đứa ăn rất là chua nên là mình cần thêm cái vị chua nữa. Nhưng mà như thế này thì mình thấy đã cũng rất là ngon rồi ấy. Đậu hũ. You see, it been eating on the leaf. Chưa hết nổi luôn cả nhà. Đang ăn nghe xong cái mình nhìn qua bàn bên á, cái mình thấy ủa sao mà cấn cấn. Thì ra là ở đây á, khi mà người ta nướng thịt á, là người ta sẽ dùng cái nước sốt này nè, người ta rưới lên thịt khi mà mình nướng. Mình không biết, mình tưởng đây là cái nước sốt thì mà thịt nướng xong rồi mình chấm, mình nghĩ là vậy á. Rồi để bây giờ mình rưới lên cho ăn đúng quy trình ha. Mình sẽ thử món thịt nướng nha. Mùi hấp dẫn lắm các bạn. Rồi hồi nãy mình tưới sốt vào nên là ở bên trên cũng phóng sánh màu rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử con miếng bò trước xem có tươi không ha. Thịt nướng ở đây á, mình mới cắm vào một miếng thịt bò thôi, chưa thử hết ha. Nhưng mà có một điều mình muốn nói cho các bạn là thịt người ta tẩm ướp rất là thấm luôn. Bò tươi, thịt rất là mềm, không có dai. Bây giờ mình sẽ thử qua miếng nữa nha. Cái này là thịt cuộn phô mai, cũng là best seller luôn. Mời cả nhà ha. Thích phô mai như mình thì nên chọn cái này nha. Bò cuộn phô mai này rất là ngon luôn á các bạn. Thêm một miếng nữa ha. Đối với cá nhân mình ha, thì mình cực kỳ ghét cái món barbecue luôn á các bạn. Thịt ướp rất là thấm luôn, rất là ngon. Và giá cả thì mình thấy cũng tương đối phải chăng. Nói chung là mình thấy đây là, nếu như mà vào quán thì tùy phần mình nha. Mình đặc biệt khuyên các bạn nên thử những cái món barbecue ha. Thank you.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cao ngập mặt luôn. Có hai con người mình thôi mà hết 13 khay, một dĩa. Thêm có thêm cả hai cái nồi lẩu luôn á cả nhà. Mình no thở không nổi luôn á. Từ nãy giờ thì ngồi ăn đó mà cũng quên không nhìn tên quán luôn. Quán này có tên là Suki and Grill, nằm rất là gần khách sạn Batik. Ngày mình thấy cũng khá là gần trung tâm của Lampung á. Nói chung là nếu như mà hồi nào các bạn có dịp thì ghé quán thưởng thức ha. Và mình đặc biệt khuyên các bạn là nên thử, rất là nên thử những cái món nướng ha. Món barbecue á, rất là ngon. Còn lẩu á thì cá nhân mình thì nghĩ là các bạn nên thử tam yum ha, lẩu tam yum. Cảm ơn tại nhà từ nãy giờ đã xem video. Hy vọng là lần tới các bạn ghé Lampung thì sẽ ghé quán này ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.